các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Trong những ngày đầu năm mới, dàn sao Vbix thi nhau lên đồ siêu lộng lẫy để mở bát mạng xã hội. Loạt ảnh khoe cận video đỉnh của chấp và thần thái ngời ngời của Trúc Anh, mắt biết, lập tức được lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng. Khoảnh khắc cận nhan sắc, đặc biệt là đôi mắt đẹp của nàng thơ mắt biết khiến ai cũng phải ngẩn ngơ khi ngắm nhìn. Nhưng đáng chú ý, khác hẳn với phong cách kín đáo và ngây thơ trước đây, trong ngày đầu xuân, chúc anh diện đồ sẽ bạo khoe trọn body và lưng trần sexy. Dễ dàng nhận ra, chúc anh còn không mặc nội y, thả dông vòng một, để lộ hững hờ bầu ngực căng đầy trước ống kính. Dân tình cho rằng chúc anh đang nằm thông báo cho màn lột sát ngoạn mục trong năm 2021. Chúc anh khoe lưng trần gợi cảm, đôi mắt đẹp ngất ngây và thần thái chuẩn nàng thơ. Khác hẳn với vẻ ngoài ngọt ngào, kín đáo thường thấy, chúc anh đã lột xác trong loạt ảnh khai xuân nữ diễn viên diện váy cắt sẽ khá táo bạo thả rông vào một chiếc ống kính nhìn trang phục hiểm hóc mà thấy lo cho cô nàng dân tình được fan thoát tim khi ngắm loạt ảnh mới của chúc anh chỉ cần một sơ hở nhỏ là có thể lộ hàng ngay và luôn gần đây chúc anh thường xuyên khoe ảnh nóng bỏng lên trang cá nhân nữ diễn viên sở hữu body quyến rũ thần thái vô cùng cuốn hút chúc anh đang nằm thông báo sẽ có một năm bùng nổ virus và lột xác ngoạn mục